chuyện nhỏ trong nhà tổng còn chưa thể thu xếp được, làm sao tao có thể chu toàn được lớn mà. Mày thử con cảm của tổng được một bóng mãn thì sao đây? Kính thưa quý vị, đây là những món ăn rất là thật. Ví dụ như món này là bộ ngư, gân hươu, gân nai, hải sâm. Diễn quá vậy? Tao diễn, tao trả nợ vài đợt xin. Tao mong của mọi người đủ còn dùng đúng không? Không, xóa cái tôi sụt sụt đó vậy đó. Thì cảnh của mình tổ chức như thế này. Cảnh quay là em là một cái toàn tất cả từng gia đình vô chào và nhân tiên rồi trở lại bàn của mình, đó là sinh hoạt tự do. Máy vẫn lấy một chuột dài 15 phút, ai muốn làm gì nào, đó là cú master. Và không khí là một cái sinh hoạt bình thường đến khi em vô thì cần không bắt con. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là được ăn không? Được ăn trước. Hay là chỉ quay phim xong rồi kết thúc được ăn? Thường thường phim mà vậy. Mình như là hoa lệ nhất của hành cung đó là cái viện Văn Trang, cái viện tên Văn Trang. Cái viện này chính xác là nó nằm ở trong lục lục, cái nơi mà Đông Na là Lương Trưởng Vải, phường Thiên Thùa chế tác quần áo. Ở đây diễn ra một cái bối cảnh, một cái câu chuyện khá là hấp dẫn của phim, đó là nhân vật Nguyên Cơ, Chắc Cơ. Chưa bao giờ bà tiêm nhiễm những đứa trẻ lòng thù hận. Nàng mới nói gì? Hả?